Mình chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay bà tiếp tục cưa ở ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cưa cây bạch đàn. Do làm đường lại rồi, cây này sát với dây điện không ạ. Đường rất là cao, gốc nằm sát ở dưới. Cột này để chút hạ bật gốc, bật cái phần thân này. Người ta mình sẽ mấy bớt mấy cái nhánh ở gần dây điện. Vậy là khỏi mé, khớp khúc phần giữa để cho ra ngoài mặt đường luôn. Đường cũng rất là rộng. Đó, lấy thêm cọng dây để leo lên phía trên cột phần đầu và kéo ra khỏi cọng dây điện nha. Cưa xong rất là nắng, cây nó bị gãy phần đọt rồi. Mình đã nhanh chóng lôi vào trong. Vậy là hoàn thành cây bạch đàn. Chủ nhà sẽ làm cốt pha nên sẽ cưa đá một khúc dài. Giờ ba mình sẽ tiếp tục cưa cây bạch đàn tiếp theo. Cây bạch đàn ở phía xa kìa. Nhà anh đang mở cùng dây kẽm gai nè. Một chút cứ cái này và cái bên đây nữa.
Cây này rất là nhỏ mà mình sẽ lên trên để cột dây kéo ra phía ngoài lộ luôn, cũng giống như cây vừa rồi. Hai cái phần thân cây đó luôn. Cái cây trụ cũng hơi yếu, lung lay luôn. Bị dướng chảy máu rồi. Đi thì sao mà nó chết chút được anh? Mới nó đi chơi. Cây kia ba mình sẽ cưa còn dính lại một miếng để cây này họ gịch đi luôn. Hai cây luôn, nó rất là dài luôn. Sẽ tiếp tục cưa cây thứ ba.
mình vẫn sẽ tiếp tục bọc phần gốc, sẽ đeo lên phía trên để cột dây. Rồi kéo một nhánh trà gì cho cảnh giới hai đầu. Rồi sẽ lấy hai cái nhánh cây hai bên để chặn xe. Rất là dài. Cái phần gốc này lên, nếu mốt làm dán sẽ khỏi phải kéo ở phía dưới lên. Sẽ dùng thế đạp dây ở dưới và kéo ở trên, không nó sẽ lăn.
là hoàn thành xong cái cây. Vậy là hoàn thành. Hoa xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để bình luận bên dưới để góp ý cho Hoa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.